về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Hello guys, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng Vietjet. Ngày hôm nay ở video này chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần thứ ba của chủ đề đầu tiên, A Visit from a Temple. Phần thứ ba của chúng ta hôm nay là phần speak, nói. Chúng ta đến với câu đầu tiên là câu A này. Nga is talking to Mariam. They are... Bạn Nga thì đang nói với bạn Mariam. They are waiting for Lan outside her school. Họ đang đợi của Lan bên ngoài trường học của cô. Put their dialogue in the correct order and copy it into your exercise book. Chúng ta sẽ đặt cái đoạn hội thoại này vào đúng thứ tự và chúng ta chép nó vào quyển vở bài tập của chúng ta. Then practice with your partner. Và sau đó chúng ta sẽ luyện tập cùng với một người bạn của mình. Start like this. Chúng ta sẽ bắt đầu như sau này. Bạn A này. Hello, you must be Mariam. Xin chào. Bạn chắc là Mariam. That's right, I am. Bạn Mariam sẽ đáp lại là đúng rồi, là mình đây. Chúng ta hãy nhìn xem ở cái bảng này chúng ta có những cái câu thoại nào nhé. Đầu tiên này. Đầu tiên là phần của bạn Nga, phần của bạn A. Câu đầu tiên chúng ta đã làm mẫu. Câu thứ hai, do you live in the city too? Bạn sống ở một cái thành phố. Bạn cũng sống ở thành phố A. No, is it very different from Hanoi? Chưa, nó khác biệt với Hà Nội lắm có phải không này? Yes, I am. Are you enjoying your stay in Vietnam? Đúng thế này, bạn có thích sống ở Việt Nam hay không? Pleased to meet you. Let me introduce myself. I'm Nga. Rất vui được gặp bạn. Xin tự giới thiệu, mình là Nga. I see. Oh, here's Lan. Let's go. Oh, mình hiểu rồi. Đây là Lan. Chúng ta đi thôi này. Và sang cột lời thoại của bạn Mariam. The two cities are the same in some ways. Hai thành phố thì giống nhau ở một số thứ này. Pleased to meet you, Nga. Are you one of Lan's classmates? Rất vui được gặp bạn Nga. Bạn có phải là bạn cùng lớp của Lan hay không? Câu C chúng ta đã làm mẫu nhé. Và câu D này. Oh yes, very much. Oh đúng. Oh, có chứ. Nhiều lắm này. Vietnamese people are very friendly and Hanoi is a very interesting city. Người Việt Nam thì rất là thân thiện và Hà Nội là một thành phố rất là thú vị. Yes, I live in Kuala Lumpur. Have you been there? Đúng rồi, mình sống ở Kuala Lumpur. Bạn đã đến đây hay chưa? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp cái cuộc những cái câu dưới đây thành một cuộc hội thoại hoàn chỉnh nhé. Chúng ta đã có câu làm mẫu là câu 1. Hello, you must be Mariam. Xin chào, bạn chắc hẳn là Mariam. Và chúng ta có đáp án. Câu tiếp theo đây sẽ là câu C. That's right. Đúng rồi, mình là Mariam. That's right, I am. Tiếp theo này. Vậy thì khi mà trao hỏi xong thì chúng ta sẽ nói rằng rất vui được gặp bạn và chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân này. Chúng ta sẽ có đáp án tiếp theo sẽ là câu 5. Rất vui được gặp bạn. Please to meet you. Let me introduce myself. Hãy để tôi giới thiệu về bản thân mình. I'm Nga. Tôi là Nga.
Vậy thì để đáp lại bạn Nga thì bạn Mariam sẽ nói như thế nào các bạn nhỉ? Bạn Mariam cũng sẽ nói rằng rất vui được gặp bạn Nga này. Bạn có phải là bạn cùng lớp của Lan hay không? Chúng ta sẽ có đáp án tiếp theo sẽ là B. Pleased to meet you, Nga. Are you one of Lan's classmates? Bạn có phải là bạn cùng lớp của Lan hay không? Tiếp theo, khi mà bạn Mariam hỏi rằng Are you one of Lan's classmates? Thì bạn Lan sẽ phải trả lời là sẽ phải là câu hỏi are you thì chúng ta sẽ có câu trả lời là yes I am. Đúng thế. Bạn có thích cái cuộc sống ở Việt Nam hay không này? Chúng ta có câu tiếp theo sẽ là câu thứ tư. Yes I am. Are you enjoying? Your stay in Vietnam. Đúng rồi này, bạn có thích cái cuộc sống ở Việt Nam hay không? Và đương nhiên, bạn Mariam sẽ đáp lại là Oh yes, very much. Có rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án tiếp theo sẽ là câu D. Oh yes, very much. Vietnamese people are very friendly and Hanoi is a very interesting city. Tôi thích rất là nhiều. Người Việt Nam thì rất là thân thiện và Hà Nội thì là một cái thành phố rất là thú vị. Tiếp theo này. Vậy thì bạn Lan sẽ hỏi là bạn cũng sống ở thành phố có phải không? Câu 2. Do you live in a city? 2. Bạn cũng sống ở thành phố có phải không? Bạn Mariam sẽ trả lời là Yes, I live in Kuala Lumpur. Have you been there? Câu E. Yes, I live in Kuala Lumpur. Have you been there? Đúng vậy, tôi sống ở Kuala Lumpur. Bạn đã đến đây bao giờ chưa? Và khi mà bạn Mariam hỏi thì bạn Nga sẽ phải trả lời là No, is it very different from Hanoi? Không, tôi chưa đến. Nó có khác với Hà Nội nhiều hay không? No, is it very different from Hanoi? Không, nó có khác biệt với Hà Nội nhiều hay không này? Và bạn Mariam sẽ trả lời là hai cái thành phố này thì giống nhau ở một vài điểm.
The two cities are the same in some ways. Tiếp theo. Thì bạn Nga sẽ nói xong, à, tôi hiểu rồi. Âu, bạn Lan đây rồi và chúng ta hãy cùng đi thôi này. Sẽ nối với đáp án thứ 6. I see. Oh, here's Lan. Let's go. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần A này. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần B. Now you're talking about Mariam's friends. Introduce yourself. Make similar dialogues. Take turns to be one of Mariam's friends. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói với bạn của Mariam. Hãy tự giới thiệu bản thân mình này và thực hiện cái bài đối thoại tương tự này. Chúng ta sẽ thay phiên nhau là một trong những người bạn của Mariam. Chúng ta có ba khung chứa dữ kiện ở đây, tương ứng với ba nhân vật. Đầu tiên là Yoko from Tokyo, Japan, ABC Big Capital City. Bạn Yoko đến từ Tokyo, Nhật Bản. Đây là một cái thành phố, một thủ đô rất là tấp nập. Like Vietnamese people, bạn ấy rất thích người Việt Nam. Love old cities in Vietnam. Bạn ấy cũng rất thích những cái thành phố cổ ở Việt Nam. Tiếp theo là Paul from Liverpool. Bạn Paul đến từ Liverpool, England, nước Anh này. An industrial city, north of England. Đến từ một thành phố công nghiệp ở phía bắc nước Anh. Love the people, the food, and the beaches in Vietnam. Bạn ấy yêu, thích con người này, yêu đồ ăn và những cái bãi biển ở Việt Nam. Tiếp theo, Jane from a small town in Perth, Australia. A quite small town. Bạn Jane đến từ một cái thị trấn nhỏ ở Perth, nước Úc. Một cái thị trấn nhỏ rất là yên tĩnh này. Bạn ấy love the temples and churches in Vietnam. Bạn ấy yêu những cái ngôi đền và nhà thờ ở Việt Nam. Love áo dài, Vietnamese food, especially nem. Bạn ấy yêu áo dài, yêu ẩm thực của Việt Nam, đặc biệt là món nem. Vậy thì chúng ta sẽ phát triển cái cuộc hội thoại này dựa trên những cái dữ liệu này nhé. Chúng ta sẽ viết về bạn Yoko from Tokyo. Câu B. Đầu tiên này, chúng ta sẽ có một câu chào là hello. You must be Yoko. Chúng ta có thể thay bạn Yoko ở đây bằng bạn Paul hoặc là bạn Jane nhé. Tiếp tục, bạn bè sẽ đáp lại là That's right, I am. Tiếp theo sẽ là Pleased to meet you. Let me introduce myself. Hãy để tôi giới thiệu về bản thân của mình. I am. Tên của chúng ta là gì thì chúng ta sẽ viết vào nhé. Ở đây thì cô sẽ lấy tên là Lisa.
Tiếp theo này. Sẽ đáp lại là Please to meet you, Lisa. Are you one of Lan's classmates? Bạn có phải là bạn của cùng lớp của Lan không? Tiếp theo, chúng ta sẽ có câu Yes, I am. Đúng rồi. Và bạn, bạn đến từ đâu? Hả, Yoko? Where are you from, Yoko? Bạn đến từ đâu? Bạn Yoko sẽ đáp lại rằng I am from Tokyo, Japan. It's a busy big capital city. Mình đến từ Tokyo của nước Nhật. Nó là một cái thành phố thủ đô rất là bận rộn, sôi động. Và chúng ta sẽ hỏi rằng Are you enjoying your stay in Vietnam? Bạn có thích những cái bạn có thích sống ở Việt Nam hay không? Your stay in Vietnam. Và bạn Yoko sẽ trả lời là Oh yes, very much. I like Vietnamese people and also love our cities in Vietnam. Tôi thích những cái người Việt Nam. Và tôi cũng thích những cái thành phố cổ Việt Nam nữa. And also love old city. In Vietnam. Tiếp tục. Chúng ta sẽ hỏi tiếp rằng liệu Tokyo thì có ở khác Hà Nội hay không? Is Tokyo different, very different from Hanoi? Liệu Tokyo có khác Hà Nội nhiều hay không? Và bạn Yoko sẽ trả lời là The two cities are the same in some ways. Hai cái thành phố này thì giống nhau ở một vài thứ. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ nói rằng I see. Oh, here's Lan. Let's go. Tôi hiểu rồi. Oh, Lan đây rồi, chúng ta hãy đi thôi. Ok, vậy là chúng ta đã xong phần 3 là phần speak. Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo, phần 4. Listen, phần nghe này. List
Tim Jones, Mexican passport, caller, is visiting the USA. Caller, một cái bạn tâm thư người Mexico của Tim Jones, thì đang thăm Hoa Kỳ này. Listen to the conversation and check the numbers of the correct pictures. Chúng ta sẽ nghe cuộc đối thoại của họ và đánh dấu vào những cái số của các bức hình. Trước tiên thì chúng ta hãy nghe nhé. Tim Jones, Mexican pen pal Carlos, is visiting the USA. Listen to their conversation and circle the letters of the correct pictures. Are you hungry, Carla? Yes. Okay, let's go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch a bus on Ocean Drive. That's fine. I really like walking in the park. You're lucky to have a place like this close to your home. It's so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle. Carlo, be careful. You're walking on the grass. The park keeper is growing some more. You'll kill the new grass. Oh, sorry. I didn't see the sign. Come on, it's time we caught the bus. Is that our bus, Tim? No, that's a 103 bus. We want the number 130. Where are we going to eat? It's up to you. There's a new Mexican restaurant in town. Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I'd rather eat hamburgers. Okay, I know exactly where we need to go. Ok, chúng ta đã nghe qua một lượt của bài nghe. Và bây giờ, cô sẽ cùng với chúng ta vừa nghe này, vừa tìm hiểu cái nội dung của bài nghe này và vừa tìm đáp án cho ba câu hỏi ở đây nhé. Chúng ta nghe lại một lần nữa này. 4. Listen. Page 9. Tim Jones, Mexican pen pal Carlos, is visiting the USA. Listen to their conversation and circle the letters of the correct pictures. Are you hungry, Carla? Are you hungry, Carla? Bạn có đói không hả, Carla? Bạn Carla sẽ đáp lại này. Yes. Yes, là có. Okay, let's go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch a bus on Ocean Drive. Chúng ta có nghe thấy những gì bạn Tim nói không nhỉ? Bạn ấy nói rằng okay, let's go to a restaurant downtown. Chúng ta hãy đến một cái nhà hàng ở thị trấn nhé này. If we go through the park, we can catch the bus on the Ocean Drive. Nếu mà chúng ta đi băng qua công viên, thì chúng ta có thể bắt kịp xe buýt ở Ocean Drive. Chúng ta tiếp tục nhé. That's fine. I really like walking in the park. You're lucky to have a place like this close to your home. That's fine. That's fine là được thôi này. I really like walking in the park. Tớ thực sự thích đi bộ trong công viên này. You're lucky to have a place like this close to your home. Bạn thật là may mắn khi mà có một cái địa điểm như thế ở gần nhà của bạn này. It's so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle. It's so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle. Nó thật là đẹp này, với những hàng cây này và những bông hoa và một ao nước ở giữa. Tiếp theo này. Chúng ta tập trung nghe câu này nhé. Carlo, be careful. You're walking on the grass. The park keeper is growing some more. You'll kill the new grass. Chúng ta có nghe thấy không nhỉ? Bạn Tim nói rằng Carlo, be careful.
Color, bạn hãy cẩn thận này. You're walking on the grass. Bạn đang dẫm vào cỏ đấy. The park keeper is growing some more. You kill the new grass. Người chăm sóc công viên đang trồng thêm đó, bạn sẽ làm chúng chết mất. Vậy thì ở đây, ở câu A này, chúng ta thấy rằng bạn color, bạn team đã nhắc nhở bạn color là không được dẫm lên cỏ. Vì thế, đáp án cho câu A ở đây là đáp án 1. Đây chính là đáp án chính xác nhé. Tiếp theo, chúng ta nghe tiếp nhé. Sorry, I didn't see the sign. Bạn color nói là Oh, sorry, I didn't see the sign. Ôi, tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy cái biển báo. Come on, it's time we caught the bus. Come on, it's time we caught the bus. Đi nào, đến lúc chúng ta bắt xe buýt rồi. Is that our bus, Tim? Is that our bus, Tim? Đây có phải là xe buýt của chúng ta hay không? No, that's a 103 bus. We want the number 130. No, that is 103 bus. We want the number 130. Vậy thì bạn Tim đã nói rằng không, đấy là cái chuyến xe buýt 103. Chúng mình muốn cái số 130 cơ. Vậy thì ở bức tranh thứ 2 này, chúng ta thấy rằng đáp án ở đây là đáp án bức tranh thứ 2, chuyến xe buýt số 130. Tiếp theo ở bức tranh cuối cùng, một cái nhà hàng Mexico này và một cái nhà hàng hamburger. Chúng ta hãy nghe xem hai bạn tới nhà hàng nào nhé. Where are we going to eat? Chúng ta sẽ đi đâu để ăn? It's up to you. There's a new Mexican restaurant in town. It's up to you. Tức là nó tùy thuộc vào bạn. There's a new Mexican restaurant in town. Có một cái nhà hàng Mexican, Mexico mới ở trong thị trấn của chúng ta. Oh no! I can eat Mexican food at home. I love American food. I'd rather eat hamburgers. Bạn color nói là Oh no, I can't eat Mexican food at home. Ôi không, mình có thể ăn đồ ăn Mexico ở nhà. I love American food. Mình thì thích ăn đồ ăn Mỹ. I'd rather eat hamburgers. Và tôi muốn ăn hamburgers. Và bạn Tim trả lời rằng Okay, I know exactly where we need to go. Okay, I know exactly where we need to go. Tức là hai bạn đó sẽ đi tới nhà hàng hamburger. Và đáp án ở đây sẽ là đáp án 2. Okay, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài nghe, bài listen. Cảm ơn các bạn đã tập trung lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.